Thưa quý vị, năm 2021 đã qua với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự chủ động, linh hoạt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Xuyên đã chung sức đồng lòng khơi thông mọi nguồn lực phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh. Những điểm sáng đáng tự hào đó là động lực để thành phố quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng bước vào mùa xuân bình thường mới với nhiều kỳ vọng mới. Cũng như nhiều địa phương khác, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến tất cả lĩnh vực đời sống xã hội của thành phố Long Xuyên. Tuy nhiên, bằng tất cả sự nỗ lực và sự đồng lòng, năm 2021, thành phố Long Xuyên vẫn đạt và vượt 8 trên 13 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế xã hội dần khôi phục và phát triển khi trở lại trạng thái bình thường mới. Thu ngân sách đạt 1.161 tỷ đồng, đạt 134,2% dự toán tỉnh giao và đạt 95,6% dự toán thành phố giao. Chi ngân sách đạt 1.127 tỷ đồng, trong đó dành 21% để chi đầu tư, cơ bản hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao xã Mỹ Khánh, xã Mỹ Hòa Hưng, đang phấn đấu thực hiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức dạy và học thích ứng với dịch bệnh. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, với nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp đột phá, Long Xuyên là một trong những địa phương đi đầu với các mô hình ATM gạo, gian hàng không đồng, chuyến xe không đồng, đã hỗ trợ gạo và quà cho người dân, tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Quỹ cho người nghèo tiếp nhận trên 10,5 tỷ đồng, đã hỗ trợ thiên tai quả quạng khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh, thăm hỏi 22.449 lượt người, kinh phí trên 10 tỷ đồng. Thành phố cũng mạnh dạn thí điểm điều trị F0 cách ly, quản lý F1 tại nhà, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân, tiến tới tạo miễn dịch cộng đồng. Đặc biệt khi dịch Covid-19 bước vào cao điểm, thành phố Long Xuyên đã huy động cả hệ thống chính trị với trên 1.700 con người đón tiếp gần 80.000 người dân An Giang, xa xứ, về quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, anh hùng, bao dung, ấm áp. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Sau thời gian vất vả ứng phó với dịch Covid-19, cùng với cả tỉnh, Long Xuyên đang từng bước thích ứng, linh hoạt và phục hồi kinh tế. Và đầu năm 2022, An Giang trong đó có Long Xuyên đón nhận niềm vui vô bờ bến khi dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên được khởi công, khép lại tâm tình mong đợi mấy mươi năm, mở ra khát khao đại lộ Đại Phú. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng là dấu mốc quan trọng chuyển sang trạng thái mới của thành phố nói chung và người dân nói riêng. Theo đó, nhiều hoạt động vui chơi giải trí được thành phố tổ chức. Những hình ảnh đầy sống động này là một minh chứng rõ nét cho hồi sinh mạnh mẽ của thành phố, là sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và người dân sau thời gian dài bạo bệnh, hướng đến ước vọng, khát khao, niềm tin mãnh liệt vào mùa xuân bình thường mới, tân niên Nhâm Dần 2022. Sự phát triển của thành phố Long Xuyên của chúng ta hiện giờ là cũng đang rất là nhanh chóng thay đổi từng ngày. Từ cơ sở hạ tầng, phố thị, mong muốn của mọi người thì có được một cái khoảnh khắc tươi mới, tươi đẹp của sắc xuân sau một cái mùa thời gian dịch kéo dài. Một năm vừa qua thì mình cũng bị mấy cái dịch Covid này thì nó gây nhiều cái mệt mỏi với lại cái sóng gió cho cái tất cả mọi người. Nói chung là em cũng mong muốn là năm nay là ai cũng vui vẻ xung vầy hết. Tôi cũng mong ước là tỉnh của mình trong năm mới, năm 2022 sẽ coi như là phát triển nhiều hơn nữa. Dân đều ấm no, hạnh phúc, bình yên và vượt qua đại dịch. Trong năm 2022 thì thành phố Long Xuyên cũng kỳ vọng là sau khi trở lại cuộc sống bình thường mới thì thành phố cũng sẽ tập trung toàn bộ cái sức lực để thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2022 và các năm tiếp theo để hoàn thành các cái chỉ tiêu theo nghị quyết của thành phố đề ra và đem lại cái duy trì cái cuộc sống bình thường mới cho người dân thành phố Long Xuyên. Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, bỏ lại phía sau một năm cũ vừa biến động do dịch Covid-19 gây ra, kiên cường vượt qua những khó khăn thách thức đó, người dân thành phố mang tên Bác đều tin tưởng kỳ vọng vào một mùa xuân mới với nhiều khởi sắc phát triển hơn.